dù một người có tinh thông thuật số, có cúng kiến bao nhiêu, nhưng không lành lành, không nghĩ thiện, thiếu sự tu tập, không có tác dụng. Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Phong thủy nhà hướng Tây Nam vận chính. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Để mảnh đất trở thành mảnh đất phước, chúng ta tự nuôi dưỡng tâm thức, mở rộng tâm lượng. Tự mình chuyển mình thành người phước. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Tây Nam trong vận chính theo Huyền Không Phi Tinh. Hướng Tây Nam trong vận chính có 4 quẻ. Vận chính từ năm 2024 cho đến năm 2043. Xin chư vị lưu ý vài điều sau. Xem bài hướng dẫn đo tọa độ và phân khung nhà trong website. Phong thủy là từ trường, không thay đổi được nhân quả. Thuật số và cách ứng dụng không như nhau. Phong thủy hình thể quan trọng hơn lý khí. Từ trường người thiện lành là phong thủy tốt nhất. Các bạn xem bài hướng dẫn đo tọa độ và phân khung để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà của mình. Phong thủy là từ trường, trường là năng lượng. Người có tâm thiện lành, có từ trường lành, được người người yêu mến. Vì vậy, nơi có từ trường tốt lành, người trong nhà an hòa là cơ hội làm ăn kiếm tiền, công việc phát triển. Người xưa bảo, đất lành chim đậu. Nhà hay mảnh đất có từ trường lành, trẻ em và động vật thích đến chơi đùa. Để ứng dụng phong thủy tốt, việc bài trí đồ vật hợp không gian, đồ vật có ngũ hành hợp phong thủy ngôi nhà, hợp với mảnh đất sẽ vượng khí. Phù hợp cả sinh thần bát tự của gia chủ, gia tăng cơ hội tài lộc và công danh. Mỗi thuật số đều có ưu và nhược điểm khác nhau và cách ứng dụng không như nhau. Huyền Không Phi Tinh là thuật luận về lý khí, tính được tốt xấu trong một khoảng thời gian. Khi tinh thông và dụng phù hợp sẽ là tốt. Nếu lạm dụng thái quá, nghĩ rằng phong thủy là tất cả sẽ không có tác dụng. Không có thuật số tốt nhất do ở người dụng. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. Loan đầu là hình thể, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Giả dụ, nhà gần đường lớn, nhà gần bệnh viện, tiếng xe, tiếng cứu thương in ỏi, đó là thanh sát. Một phương vị tốt cần phù hợp với bố cục ngôi nhà. Ví dụ, tìm được quẻ tốt, bàn làm việc, nơi ngồi không phạm hình sát. Hình sát là đối diện cửa hoặc trên có nhà vệ sinh có xà ngang đè lên. Vị trí ngồi sát cửa, trực diện cửa là luồng khí mạnh. Dù lý khí có tốt ra sao, không hợp mắt, không hợp lòng, phạm loan đầu sẽ phản tác dụng. Vạn vật đều có từ trường. Con người là từ trường mạnh nhất. Lúc vui, lúc giận, lúc buồn sản sinh từ trường khác nhau. Dù một người có tinh thông thuật số, có cúng kiến bao nhiêu, nhưng không lành lành, không nghĩ thiện, thiếu sự tu tập, không có tác dụng. Vì phong thủy là phương tiện không thay đổi được nhân quả vốn có trong mệnh. Vì vậy, nếu mọi người quan tâm và muốn dùng phong thủy như một phương tiện tốt, thêm một hay nhiều phương tiện tốt cho cuộc sống tốt hơn, không thể bỏ qua giáo pháp lành trong kinh. Dù bạn theo tín ngưỡng nào, những lời trong kinh là chân lý muôn đời, hợp lý, hợp căn cơ. Người có đức tin vào giáo pháp của Phật, trên con đường tìm giáo pháp lành, hãy đọc hoặc nghe bộ kinh nhỏ Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng như bộ Bước Đầu Học Phật. Việc nghe giảng kinh và dụng công tu tập, tu là sửa, làm lành giúp người là tạo phước. Khi ấy thông đạt pháp thế gian, tâm trí rộng mở, truyền lại cho con cháu sự giáo dục chân thiện, sự giáo dục nhân quả,
Sự giáo dục ấy quý báu gấp trăm ngàn lần để lại tiền của cho con cháu. Có công phu tu tập qua lời trong kinh, lại hành thiền cho tâm an, truyền lại cho con cháu. Sự lợi lạc lớn nhất chính là trang bị cho tâm thức mình một hành trang về cõi lành, một hành trang về phương Tây cực lạc. Xin mời các bạn tham khảo bài Phong thủy nhà hướng Tây Nam vận chính. Bài có gì sai sót, xin mở lòng thông cảm. Trước tiên, Khải Toàn hướng dẫn sơ lại cách đo tọa độ và phân cung nhà. Ta vẽ diện tích nhà lên một tờ giấy A4. Ví dụ nhà này ngang 3,5 m, ở giữa là khoảng 1,8 m. Nhà này là nhà thiếu góc, nên lấy cả chiều ngang phía sau. Đứng ngay giữa ngôi nhà, cách từ cửa nhà khoảng 3 bước chân, đứng ngay ngắn, tránh những vật kim loại xung quanh, để dùng la bàn la kinh hoặc là la bàn trên điện thoại để lấy tọa độ. Ta vẽ ra diện tích nhà, ta kẻ chéo hai góc là ta có trung cung. Các bạn xem thêm trên website hoặc tìm video hướng dẫn đo tọa độ. Quẻ số 1 hướng Tây Nam trong vận chính. Từ 203 đến 205 độ, 214 đến 217 độ khiêm hướng, gần 203 có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa Tây Nam, ta có thất xích và cửu tử. Cửu tử ở hướng thủy, có thể dùng nước, dùng thủy, nên có cửa khí, phòng đọc sách, phòng ngủ, bàn làm việc. Tại Tây và Đông Bắc, ta có tam bích và tứ lục, đây là quẻ kỵ mộc, cần hỏa. Những nơi có tam bích, ngũ hoàng, thất xích, không nên động nên tĩnh. Ví dụ đặt loa, quạt, máy massage là động. Tại Tây Bắc và hướng Nam, đây là hai cung không tốt. Nhị hắc và ngũ hoàng, kỵ hỏa, cần kim. Nhị hắc ngũ hoàng, hai ngôi sao xấu nhất. Không nên có cửa khí, không nên có bếp. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Nam gia chủ đại diện cho hướng Tây Bắc, đại diện cho nam gia chủ, hướng Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ, nên kết hợp với sinh thần bát tự của mỗi người để bài trí phù hợp. Tại hướng Bắc, quẻ kỵ kim, có nhất bạch ở hướng thủy, nên có nước, nên có bếp, cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Tại hướng Đông, ta có hai ngôi sao thoái khí, bát bạch, kỵ hỏa thổ. Nên có kim. Tại Đông Nam, ta có cửu tử ở hướng tọa, nên có hỏa. Nên có tranh núi, tủ cao. Có thể dùng mộc hoặc hỏa. Tại hai nơi có thất xích và cửu tử, nên có đồ gốm, thuộc thổ. Đây là quẻ họa hồi lộc, tức làm không giữ được tiền, nên có thổ. Tại trung cung, ta có nhất bạch và lục bạch, kỵ kim và cả thủy. Quẻ Tây Nam số 1, 203 đến 205, 214 đến 217 độ. Hướng tốt ta có Tây Nam, Đông Nam, hướng Bắc,
hướng không tốt ta có Tây Bắc và hướng Nam. Nhà Tây Nam tọa Đông Bắc, phù hợp với mệnh khuyết thổ hoặc mộc. Tây Nam quẻ số 2, 206 đến 213 độ, chính và kim hướng. Tại Tây Nam là cung tốt, ta có cửu tử hội hướng, nên có cửa khí, phòng khách, phòng nghỉ, phòng đọc sách, tài vị, bàn làm việc. Tại đây nên có núi non sông nước, thác nước, hòn Đông Bộ. Tại Tây và Tây Bắc, ta có ngũ hoàng và tứ lục, kỵ hỏa thổ. Cần kim. Hai nơi này không nên có bếp, không nên có hỏa và thổ. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Nam gia chủ đại diện cho Tây Bắc, nữ gia chủ đại diện cho Tây Nam. Tại hai phương vị này kết hợp sinh thần bát tự mỗi người để bài trí phù hợp. Tại hướng Bắc, ta có nhất bạch ở hướng, nên có nước, nên có bếp. Tại Đông Bắc, ta có lục bạch và tam bích. Trung cung, ta cũng có tam bích và lục bạch, kỵ mộc. Cần hỏa. Không nên có cây cối nhiều màu xanh lá, không nên có giày dép túi sách cũ ở đây. Tại nơi có tam bích, không nên động, không nên có quạt và loa. Tại hướng Đông, ta có nhất bạch ở tọa, kỵ nước. Nên có chân núi vật cao lớn, có thể phù hợp đặt bếp. Tại Đông Nam và Nam, ta có nhị hắc và thất xích, kỵ hỏa. Nên có ít kim để hóa sát. Nhà 206 đến 213 độ, nhà Tây Nam quẻ số 2, hướng tốt ta có hướng Tây Nam, hướng Bắc và hướng Đông. Hướng không tốt ta có hướng Tây và Tây Bắc. Hướng Tây Nam trong vận chính quẻ số 3, 221 đến 228 độ, 236 đến 243 độ, kim hướng. Tại hướng cửa Tây Nam ta có lục bạch và tam bích, kỵ mộc, cần hỏa. Trung cung cũng là tam bích và lục bạch, cần hỏa. Tại nơi có tam bích nên tĩnh, không nên động. Hướng Tây, ta có nhất bạch ở tọa, kỵ thủy, kỵ nước. Nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách. Tại Tây Bắc và hướng Bắc, ta có nhị hắc và lục bạch, kỵ hỏa, kỵ hỏa thổ. Nên có ít kim. Không nên động. Tại Đông Bắc ta có cửu tử hội tọa, nên có bếp, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị, cửa khí. Tại Đông và Đông Nam, ta có ngũ hoàng và tứ lục, kỵ hỏa. Nên có kim. Những phương vị có ngũ hoàng và nhị hắc không nên có bếp. Tại hướng Nam, ta có bát bạch và nhất bạch ở hướng thủy,
nên có thủy. Thủy động, hồ cá thác nước, nên dùng cửa khí phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị, phòng khách. Hướng Tây Nam quẻ số 3, 221 đến 228 và 236 đến 243 độ khiêm hướng. Hướng tốt ta có hướng Tây, hướng Đông Bắc, hướng Nam. Cung không tốt ta có Đông Nam và Đông. Những phương vị tốt nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, tài vị. Nam gia chủ đại diện cho Tây Bắc, nữ gia chủ đại diện cho Tây Nam, kết hợp với sinh thần bát tự để bài trí phù hợp. Tại Tây Bắc, đa phần không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Hướng nhà Tây Nam quẻ số 4 trong vận chính, 218 đến 220 độ và 229 đến 235 độ và 244 cho đến 247 độ. Gần 247 có thể phạm xuất quái. Tại cửa khí, đây không phải là quẻ tốt. Tại cửa khí có ngũ hoàng và tam bích, kỵ mộc hỏa. Nên có kim. Tại Tây Nam và hướng Đông Nam không nên có mộc và hỏa, nên có kim. Không nên động, nên tĩnh. Không nên để loa, quạt, ghế massage. Không nên nhiều cây cối màu xanh lá và cả tạp vật. Tạp vật là thổ xấu xí. Tại hướng Tây, ta có cửu tử ở tọa, kỵ thủy, nên có tranh núi, giường ngủ, phòng khách, phòng đọc sách, cửa khí. Có thể dùng hỏa hoặc mộc. Tại Tây Bắc, ta có nhất bạch ở tọa, nên có tranh núi, kỵ kim. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ. Kết hợp với sinh thần bát tự để bài trí phù hợp cùng với quẻ nhà. Tại hướng Bắc và Trung Cung, ta có lục bạch và nhị hắc, kỵ hỏa. Cần ít kim. Tại Đông Bắc, ta có cửu tử ở hướng thủy, có thể dùng bếp và nên có nước. Tại hướng Đông, ta có tứ lục, kỵ mộc, cần hỏa. Quẻ nhà 218 đến 220, 229 đến 235 và 244 đến 247 độ khiêm hướng. Hướng tốt ta có hướng Tây, hướng Đông Bắc, hướng Tây Bắc. Hướng không tốt ta có Tây Nam và Đông Nam. Khải Toàn xin nhắc lại, mời các bạn tìm nghe trong kênh Bộ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng như bộ Bước Đầu Học Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.